nay, chúng ta đều được sống trong một xã hội hiện đại, một thế giới văn minh với biết bao tiến bộ về mặt khoa học, kỹ thuật, hay cả những tiến bộ vượt bậc về các ngành công nghiệp, ngành chăn nuôi, khai thác. Để đạt được những thành tựu ấy, biết bao con người đã phải mày mò, nghiên cứu, đổ biết bao mồ hôi công sức để cho ra thành quả như ngày hôm nay. Điều đó thật đáng tự hào. Nhưng có bao giờ ta thử suy ngẫm lại về cái thế giới văn minh mà chúng ta đang hàng ngày sống và làm việc trong nó, rằng liệu nó có thật sự tốt đẹp như cái vẻ ngoài hào nhoáng kia? Tốt đẹp không khi hàng phút, hàng giờ lại có thêm hàng trăm, hàng triệu động vật bị giết hại một cách thảm thương để lấy lông, lấy sừng, lột da nhằm phục vụ cho việc sản xuất, xuất khẩu của con người? Văn minh không khi ta vẫn đang phải chứng kiến những cánh rừng bị khai thác không thương tiếc, để lại những mảnh đất khô cằn, cháy khô? Hiện đại không khi trên thế giới vẫn còn những phong tục mù quáng, xem những loài động vật là thần, rồi giết chúng một cách tàn bạo làm lễ tế trong mừng vui phấn khởi? Xã hội hiện đại đâu rồi? Thế giới văn minh, con người tiến bộ mà ta vẫn đang vỗ ngực tự hào đây sao? Bạn có chút động lòng nào khi xem những hình ảnh ấy? Bạn có cảm thấy thương xót và lên án những con người kia? Liệu bạn có thấy thương những chú gấu con bị xích cổ lại để bắt đứng thẳng, giữ thăng bằng để mua vui, làm trò tiêu khiển cho con người? Tim bạn có nhói lên khi nghe chúng khóc, tiếng khóc nhỏ nhưng gào xé, làm thấy trong mình đầy tội lỗi? Bạn có xót xa trước biển máu và bên cạnh đó là những xác những chú cá heo bị chặt làm hai, làm ba? Sẽ như thế nào nếu những loài động vật bị hại đó là một con người, hay tệ hơn là người thân của chính bạn? Liệu bạn có thể ngồi yên không? Có đau lòng không? Lẽ nào chúng ta cứ nghĩ chúng chỉ là những con thú vô tri vô giác và sẽ chẳng mang tội lỗi gì khi làm như vậy? Động vật cũng như con người, chúng có quyền được sống trong thế giới của mình và bên cạnh gia đình của chúng. Sẽ thế nào nếu chú trâu bị treo cổ giữa tiếng hò reo ấy là người cha đang hàng ngày kiếm ăn cho cả nhà, hay đó lại là người mẹ đang phải chăm sóc những đứa con nhỏ? Chuyện gì sẽ xảy ra khi lỗ thủng tầng ozone ngày một rộng hơn? Điều tồi tệ gì sẽ đến khi không còn cây xanh để quang hợp? Chúng ta cứ mãi mê đắm chìm trong những món lợi mà mình thu được, mà không nhìn thấy hậu quả mình gây ra. Thế giới của 20 năm sau sẽ như thế nào nếu ta cứ tiếp tục những hành động vô đạo đức, vô nhân tính ấy của mình? Ta có còn được nghe tiếng chim hót, có còn được nhìn thấy những khu vườn xanh tốt với hoa xinh bướm lượn? Hay như cô bé với bài phát biểu đã khiến cả thế giới nín lặng trong 6 phút đã nói: "Tôi chẳng dám hít thở vì không biết mình đang hít hóa chất gì vào người." Chúng ta, những con người vẫn luôn được dạy từ bé rằng phải bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật quý hiếm, trồng cây gây rừng, lại đang phải nhìn thế giới vận hành theo chiều ngược lại. Tại sao ta không hành động ngay từ đầu? Tại sao lại chỉ những loài động thực vật quý hiếm mới cần bảo vệ? Lẽ nào ta cho rằng các loài khác, các cây xanh số lượng vẫn còn nhiều nên cứ dồn thoải mái, rồi đến khi nhận ra chúng đang cạn kiệt dần thì lại nháo nhào đi kêu gọi bảo vệ, gìn giữ? Nhưng có còn kịp không? Sao lại đợi đến lúc mắc bò rồi mới lo làm chuồng? Tại sao sau biết bao loài động vật tuyệt chủng, bao khu rừng bị khai thác bừa bãi đến hoang tàn, ta vẫn chưa thể rút ra bài học cho chính mình? Tại sao nhà nước không siết chặt hơn các biện pháp? Tại sao? Có phải ta đang quá thờ ơ với tương lai của chính mình và cả con cháu mình sau này? Có ai nhận ra rằng chúng ta đang phải trả giá cho những hoạt động của mình? Đại dịch đang xảy ra có phải là sự trừng phạt từ mẹ thiên nhiên không? Hàng triệu người mắc bệnh, hàng trăm ngàn người tử vong, song con số ấy vẫn còn quá nhỏ bé so với những động vật đã phải chết và chịu đau đớn bởi những hành động vô nhân tính. Có mẹ nào mà không thương con? Khi thấy con mình bị hại thì chắc chắn người mẹ sẽ sù lông lên và trả thù cho con bằng mọi giá. Và chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả nặng nề mà mình gây ra. Lỗi lầm ở quá khứ ta không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai thì hoàn toàn có thể. Hãy thức tỉnh, trả lại thế giới hoàn an toàn như nó vốn là cho các loài sinh vật. Hãy hành động ngay hôm nay vì tương lai của toàn nhân loại.